Hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta sẽ sửa chấp thơ số 484 dành cho sách lớp 12. Ta sẽ bắt đầu nha các em. Câu số 1 này, người ta cái game tìm mình này đúng, hay cái mình này đúng là mình đề A đó các em. Câu này lý thuyết, mấy câu khác sai hết rồi. Câu 2. Tìm M để này có hai nghiệm x1 cộng x2 bằng 2. Thì ở đây chúng ta sẽ biến thành một cái phương trình tê bình trừ 2 nhân M trừ 1t cộng m trừ 1 bằng 0. X1 cộng x2 có nghĩa là 5 mũ t1 loga cơ số 5 của t1 cộng loga cơ số 5 của t2 bằng 2 các em. Theo khi các em cộng cái này lại thì nó ra là t1 nhân t2 bằng 25. T1 nhân t2 là c chia a, như vậy là m trừ 1 bằng 25. M trừ 1 bằng 25 thì M bằng 26. M bằng 26 các em. Nên đáp án là A. Ở đây nè, anh nói là có nhiều bạn em sẽ không hiểu ở chỗ này. Tại sao ra cái loga? Tại vì cái bài này em muốn giải á, là em phải đặt T bằng 5 mũ X đúng không? Đó, thì là em rút ra được X là bằng loga cơ số 5 của T. Cho nên thực ra X1 cộng X2 á bằng 2 á, có nghĩa là loga cơ số 5 của T1 cộng loga cơ số 5 của T2 bằng 2. Thì từ đó anh rút được là T1 nhân T2 phải bằng 25. Đó, ý của cái câu 2 này là như vậy đó. Người ta cần mình phải biến đổi về loga. Câu số 3, một câu lý thuyết, tập xác định là khác không. Câu A. Câu 4, cái này lớn hơn không là câu B. Không có gì để giải hết. Câu 5. Cái này chắc anh sẽ đổi qua cơ số 3. Đổi qua cơ số 3 các em. 27 là biến ra 3 mũ 3, như vậy là cái này là 6 trừ 9, 6 x trừ 9. Còn cái này là 3 mũ trừ 1 là trừ x bình trừ 2. Cho nên chúng ta sẽ có được là 6 x trừ 9 bằng trừ x bình trừ 2. Giải cái này ra là x bình cộng 6x trừ 7 bằng 0. Mình sẽ ra được hai nghiệm nha em. Một nghiệm là 1 với trừ 7. Một nghiệm là 1 với trừ 7 nha em. Ủa? Kỳ vậy? Một nghiệm là ra 1, một nghiệm là ra trừ 7. Ok, nếu như bài này em có thể con, có thể con nha, đáp án là B. Tùy mình thôi. Làm cái gì cũng được, miễn sao đúng là được. Ủa, sao anh chuột hết pin rồi? Khoan, để anh thay pin trong chuột cái em. Ok, tiếp. Câu 6 là anh hỏi công thức thôi. Phải tích 1 phần 3 pi g bình h. 1 phần 3 pi nhân 1 bình nhân 2 là 2 phần 3 là B. Câu 7, phải tích cầu là 4 phần 3 pi e g mũ 3 là bằng 4 phần 3 nhân 8. Cho nên là ra 32 phần 3 là câu A. Câu số 8, xoay hình chữ nhật ngay trung điểm MN. Thì mình được một khối trụ đúng không? Mình phải vẽ nha. Đây là ABCD. ABCD. Nó nói MN lần lượt là trung điểm của AB và CD, nên MN là cái đoạn màu tím nè. Bây giờ em xoay xung quanh cái này thì hai thằng này là G hết, còn này là H. Mà nó cho AC bằng 5 thì thằng H nó phải bằng 3, định lý Pythagore. Còn thằng AB bằng 4 thì G phải bằng 2. Tính thể tích V là pi g bình h là bằng pi nhân 4 nhân 3 là 12 OC. Câu số 9 là một câu mặt cầu ngoại tiếp chớp mấy em. Cái câu này là cái công thức số 3 mà anh giải mấy em đó. Mặt cầu ngoại tiếp chớp mà nó là hình chớp đều hay là cái bán kính nó bằng h bình cộng r đáy bình chia 2h. Cái này là coi lại ba công thức tiêu diệt cầu mà anh giải mấy em đó. Thì ở đây nó cho cạnh đáy bằng 2 và góc giữa mặt mặt bên hợp với mặt đáy là 60. Bây giờ mình sẽ dựng hình ra mấy em.
ở chỗ này góc giữa mặt bên với mặt đáy là góc này nè 60, đồng ý không? Còn cái đoạn màu đen á là g đáy đó, gọn màu đen là g đáy đó. Rồi bây giờ mình tính thôi, mình tính cái chiều cao h á thì nó sẽ bằng cạnh nhân căn 3 chia 2 là 2 nhân căn 3 chia 2 nhân 1 phần 3, do cái đoạn nhỏ là 1 phần 3, rồi nhân tan 60 là ra được h. Bấm ngờ nhiều 2 nhân căn 3 chia 2 nhân 1 phần 3 nhân tan 60 ra 1 mấy em. Mình tính cái EG đáy á, EG đáy là nó bằng 2 phần 3 chiều cao đúng không? 2 phần 3 nhân căn 3 chia 2 rồi nhân cho 2 nữa là ra 2 căn 3 chia 3. Bây giờ mình thế hai cái giá trị này vô đây để mình tính EG thôi. Thế vô h bình là 1 cộng g đáy bình là 2 căn 3 chia 3 là cái bình. Chia 2h là chia 2. Nó ra như đây các em bình phương lên. Nó kêu tính diện tích đúng không? Ủa thể tích tôi khùng. 7 phần 6 phải không? Mũ 3 lên. Xong rồi nhân 4 phần 3. Ra 343 phần 162. Vậy là C. Rồi. Đó là giải qua đến câu 9. Giờ tới câu số 10, một câu hàm hợp. Cái hàm hợp này chúng ta đã từng giải rồi và một câu giống hệt luôn. Chúng ta lấy đạo hàm cái đi. Đạo hàm g phẩy là bằng trừ 2 nhân f phẩy của 1 trừ 2x cộng 2x trừ 1 bằng 0. Thì chúng ta sẽ đặt t. Chúng ta sẽ đặt t bằng cái này. Thì cái này nguyên cái cụm này nè nó ra trừ t, kiểu không nè. 1 trừ 2x với 2 trừ 1 nó ngược nhau. Cho nên cái này ra được là trừ 2 f phẩy t trừ cho t bằng 0, chuyển qua là f phải t bằng trừ t. Trừ t là cái đồ thị này nè, có nghĩa là khi mà t bằng 4 thì nó bằng, ủa lộn tôi khùng, trừ t chia 2 chứ, này có số 2 nữa. Khi mà t bằng 4 á thì y bằng trừ 2, khi mà t bằng trừ 2 y bằng 1. Đây là cái này đó. Nên nó cắt tại ba nghiệm, một nghiệm là trừ 2, một nghiệm là 0 với một nghiệm là 4. Mà ba nghiệm là ba nghiệm t nha. T bằng trừ 2, t bằng 0, t bằng 4. Mà t á là 1 trừ 2x đúng không? Trả về 1 trừ 2x bằng trừ 2, 1 trừ 2x bằng 0, 1 trừ 2x bằng 4. Rồi, giải ra một cái là x bằng 3 phần 2, một cái là x bằng 1 phần 2 và một cái là x bằng trừ 3 phần 2. Trừ 3 phần 2 đúng không? Ok. Rồi mình kẻ bảng biến thiên thôi. Mình kẻ một cái bảng biến thiên là mình sẽ xác định được sự đồng biến thịt biến của nó. Trừ 3 phần 2, 1 phần 2, 3 phần 2, 3 số 0 ở đây. Bây giờ mình nhìn á là ở chỗ này khoan đi anh nhìn chỗ này cái thôi mình thế đi, anh cho x bằng 2 đi, anh thế thử coi. Thằng si ra thằng g phẩy á nó sẽ bằng trừ 2 nhân f phẩy của trừ 3 cộng 3. F phẩy của trừ 3 á là âm nhưng âm ra dương, cho nên cộng số 3 nó dương, thì cái này chắc chắn dương âm. Rồi bây giờ mình đánh giá nó đồng biến khoảng nào. 3 bằng 2 cộng vô cùng và trừ 3 bằng 2 tới 1 2, cho nên đáp án chính xác phải là câu A các em. Đáp án chính xác phải là câu A, đâu có câu nào mà nó đồng biến nhân khoảng đó nữa. Đáp án là A, trừ 1 2 tới trừ 1 tới 1 2. Rồi câu này hơi khó nha. Coi nhiều lần. Tại sao anh ra được vậy? Rồi tạm biệt các em và chúc các em học tốt. Bye bye.